做去。Ngọt lắm ạ, à. Ăn đi bà. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi bà, ăn mạnh bà. Ăn đi bà. Ăn. Ừ, ngọt lắm bà, ngọt. Bà ơi, ra xem cháu mới mua được cái chi đây này. Cháu mua được cái gì đó? Ủa, cháu mua được cái máy bơm á, hôm bữa cháu đi rừng cháu thấy cái hố bom mà có mấy con cá nổi, cháu mua cái, lại cái máy để đi hút qua được con cá chứ không bà? Máy thì máy gì nhỉ? Máy bơm nước bà. Máy bơm nước con tù à nhỉ? Cái ống này là ống gì cháu? Chắc cái ông hút với ông xả nước ra á bà. Cái này là cái gì à? Nút cái đây hình như lấy cái nút lấy gió của máy á bà. À, cái nút này này. Ừ, cái này là cái ga này. Đây là cái ga bà này. Đây này. Đây là cái khóa xăng này này. Cái đây chạy bằng xăng bà. Đây là cho xăng vô đây này. Cho xăng vô đây á. Vâng, rồi là mình giật đã nổ thôi. Thời nào mà hiện đại nhiều cái hay nhỉ. Vâng, thời nay mà bà phát triển mạnh. Phát triển. Chi họ cũng làm được. Chi cũng làm được. Cháu với em đi hút cái hốc bom coi có được con cá chứ không. Vâng. Anh em mình đi hút hố bom kiếm con cá đi. Dạ vâng. Nhà nghỉ ngơi đi bà ơi, đừng có đi mô đó. Đi bà nha, có đi sâu đi bò chứ đó.
Thì chắc lắm. Bắt lấy mường đoạn này. Đó, đừng. Đây này, đảo đây này.
cho nó nóng. Nhiều cá cơm nhỏ. Nhỏ lắm, nó nhỏ.
thiệt đó. Bỏ đi không có lại nhảy này. Bẩn hết đấy em ơi. Đây rồi, đây rồi. Sửa. Chỗ đây ít cá lắm thôi lên em ơi. Con đói lắm. Đây là đường rồi, tí nữa qua đi đường bà xin tiền và mua bánh mì cho con ăn nhá. Con đói lắm này, chịu khó tí bạn nha. Em ơi, đây có mấy bà cháu đi mua. À ơi, mấy bà cháu đi mua mà lại ngồi đây. Nhà cháu bà cháu với tôi bị lỡ đường, cô chú có tiền cho vài đồng đi bà cháu với tôi mua bánh nhạn. Bà nhưng mà bọn cháu đã có tiền với bà. Bọn cháu cũng đang đi dựng kiếm đồ ăn đấy bạn. Chứ bà cháu này tôi xin đâu. Cháu muốn giúp bà lắm nhưng mà bọn cháu chẳng có tiền đâu. Bọn cháu chỉ muốn giúp bà cháu trên đường bình an đấy. Bà cảm ơn bà cháu nha. Chúc các cháu đi làm kiếm ăn cho tốt nha. Mời cháu đói lắm, chú có gì cho cháu ăn với. Bắt cháu đem về con một con để cho bà cháu nướng để ăn. Cháu ơi, cô chú tốt bụng quá, đưa bà cháu mình giúp có cá ăn đỡ đuối rồi nhá, lùa rồi nha. Cá rồi bà, đói lắm rồi, để cho bọn cháu nướng cho bà cháu ăn. Thank you.
cô chú ăn cá cho mình ăn, nó coi là đỡ đói thì nó coi là nhà phải. Em ơi, cá chín rồi cầm đầu lá lại cái. Vâng. Cháu thích ăn cá lắm, lâu nay cháu chưa được ăn cá rồi. Cháu chờ tí tí cô chú nướng rồi chú con ăn cháu ăn nha. Nguồn lắm Nguồn ạ. Nóng lắm nhưng mà Nguồn đuối lắm đây. Nguồn quá. Nguồn quá. Cảm ơn các cô chú nhạc và nhạc. Bữa nay mình không bị đuối nữa nhỉ. Ừ, ngon. Nguồn thì Nguồn ăn đi. Cháu ăn nhiều đi quá. Ăn đi, ăn đi cho đỡ đuối nhá. Bà cháu lên đường may mắn đó. Vâng. Bà cháu xin phép về thì với bà ở nhà. Dạ, các cháu. Chúng con cháu về đây chào bà cháu ạ. Cháu về nha. Cảm ơn nha. Dạ. Bà ơi, cháu về rồi bà ơi. Cháu bắt mấy con cá to lắm. Được nhiều cá không cháu? Ừ, mấy con to lắm ạ. À. Ôi giả, kìa. Đây này bà này, cá này. Cá nhiều nha. Cháu kéo cả một sáng nữa ạ. Bọn cháu hút từ cả buổi sáng rồi còn cá to quá đó. Hút về thì trên đường thấy mấy đứa trẻ lang thang á bà. Thầy nhìn tội tội. Bọn cháu cho ăn mà còn nướng ăn này. Cho ăn còn cũng có cũng tội. Nhìn thấy nó tội lắm bà. Bố mẹ không biết đâu mà nhìn tội khổ lắm luôn, phải cho nó còn nướng. Cá bọn cháu là bắt được cả ốc đây bà này. Cái gì luộc lên ăn bà. Luộc ăn ngon lắm đó. Ốc lồi. Ăn cơm nha. Ồ, ngon lắm. Ngon lắm bà nhỉ. Như các cụ ngày xưa thì hết mấy chai rượu liền. Đã nhỉ. Ăn không được. Đó là sạch đi. Lấy cái ốc thì có luộc đi. Ăn trước rồi. Nướng cá. Nướng ốc trước rồi. Thank you.
được ăn chứ bà ơi. Ừ, nhiều rồi đấy cháu ạ. Để cháu miếng cá. Này là có món cá nướng rồi bà. Cá to ngon lắm. Cá này ăn luôn. Vâng, to à? To. Cá này có đồng, có tự nhiên, nhìn ngon chắc ạ. Cá này ngon lắm. Vâng. Điếu. Thêm bát. Nước mắm tỏi ớt thì ngon lắm bà nhỉ. Chấm nước mắm với lại tỏi ớt trong thứ mà bà thèm cái nước miếng này nè. Nhìn ngon đó bà nhỉ. Ngon nha. Chấm chấm. Ôi, nước này to sâu lắm bà. Cháu với Thủy lừa mãi mới bắt được hắn á. To gì thì gì đó mà khó bắt lắm. Chín rồi đem mẹt ra bỏ cá này. Thơm nhỉ. Wow. Thơm nhỉ.
ngồi bà. Nguồn mà chưa ăn nó cũng thèm rồi đó. Thơm nhỉ. Béo luôn à. Béo nhỉ. Con này béo nhỉ. Trắng tinh này. Thơm thật. Chọc cái bàn này. Thịt trắng nhỉ. Này. Cái này đang sống nên là hắn ngọt thịt nhỉ. Nhìn nó. Nhìn ngon nhỉ. Có trứng à. Có trứng. Trứng nhưng mà trứng. Mời đi bà ơi. Bà ăn đi bà. Lắp cho bà đi ạ. Cháu lắp cho bà một miếng nha. Ôi dồi ôi nạc này. Bà nếm thử bà. Ngon bà. Ngọt lắm bà. Ăn đi bà. Ngon bà. Ngon lắm. Ngon mà chắc thịt. Cá thì... ngọt dài lắm á. À, ngon chứ. Ủa, ngon bán dài. Bà ngọt lắm. Ăn đi bà, cá ấy bà. Ăn đi bà. Ăn đi bà, gấp mạnh bà. Gấp mạnh đi bà ơi. Ăn đi. Ngọt lắm bà, ngọt. Thơm. Ngon quá bà. Ngọt lắm. Cái xương này. Xương to bà nhờ. Ăn đi bà. Ăn đi bà. Cái xương to nhà nhà bà nhờ. Ui giời, giống cái xương hổ long bà. Nhìn cái đầu không này. Răng nó này. Đầu răng nó. Ăn đi chào. Ăn đi. Ăn đi bà. Thank you.